hai bảo mẫu hành hạ trẻ em lĩnh án. Ngày 15 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Vương Nhật Thảo Vi, 28 tuổi và Huỳnh Thị Thanh Hằng, 27 tuổi, cùng trú tại phường 12, thành phố Đà Lạt về tội hành hạ người khác. Theo cáo trạng, Vi và Hằng không có trình độ chuyên môn, không được đào tạo về việc trông giữ trẻ. Ngày 25 tháng 6 năm 2022, Vi được chị Cao Thị Đê, 39 tuổi, giao cháu L, 2 tuổi, con của chị Cao Thị Tê, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk để trông giữ, chăm sóc tại nhà Vi. Chị Đê trả cho Vi 2 triệu đồng, gồm chi phí mua sữa, ăn uống và các chi phí khác cho cháu L. Hằng cũng đến nhà Vi để trông giữ cháu L cùng một số cháu bé khác. L. Ê nói chuyện, sợ đến chỗ đông người, khi ngủ, cháu hay giật mình tỉnh giấc, là hét, dùng móng tay để tự cào sức mặt và tay chân của mình. Mỗi khi thấy cháu L tự cào mặt của mình chảy máu, không nghe lời, khóc quấy thì Vi và Hằng thường đánh đập cháu nhiều lần vào mặt, khiến cháu ngã sấp mặt xuống nền nhà. Chiều ngày 16 tháng 7 năm 2022, thấy cháu L bị ói, Hằng và Vi đưa đi tắm. Sau đó, phát hiện người cháu lạnh, môi tím, Hằng dùng hai tay ấn lồng ngực để hô hấp cho cháu L rồi cùng chồng Vi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngày 18 tháng 7 năm 2022, sau khi cấp cứu, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề nghị cơ quan điều tra làm rõ việc cháu bé bị thương tích. Công an thành phố Đà Lạt đã triệu tập Vi và Hằng lên làm việc. Qua điều tra, hai bảo mẫu khai nhận toàn bộ hành vi đánh đập, hành hạ cháu bé. Kết quả giám định thương tích của cháu L là 44%, nhưng có nhiều vết thương trên cơ thể không đủ căn cứ chứng minh do các đối tượng đánh đập hay bản thân cháu bé tự gây ra. Vì không thể xác định cụ thể tỷ lệ thương tích do Vi, Hằng trực tiếp gây ra cho cháu bé nên công an, Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân thành phố Đà Lạt thống nhất truy tố, xét xử hai đối tượng này tội hành hạ người khác, theo điểm A, khoản 2, điều 140 Bộ Luật Hình sự. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Đà Lạt tuyên phạt bị cáo Vương Nhật Thảo Vi 2 năm tù, bị cáo Huỳnh Thị Thanh Hằng 1 năm 6 tháng tù.